Anh chị em hãy cầu nguyện này, lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần tu tình thương của Chúa, xin cho ấy thể được vào vườn ánh sáng tôn nam Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng lưỡng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Làm phép dầu dành cho bệnh nhân. Đức Giám Mục làm phép dầu dành cho bệnh nhân. Dầu này được dùng để sức dầu cho các bệnh nhân trong cơn nguy tử và cho người già yếu hầu mang lại sự nâng đỡ cần thiết. Ân sủng mà người nhận qua bí tích này là niềm an ủi, sự bình an, lòng can đảm, sức khỏe, ơn tha tội, nhằm chuẩn bị cho cuộc vượt qua bước vào đời sống vĩnh cửu. Bộ xuôi cân, bộ kera chặt dâu cho hút mạng cơ mô thiên tương nghiên chân này. Chặt dâu vô gia dương cho phít cơ mô thiên tương nghiên chân này dê dương, nai xiang ca, siang man valade do pit am komo de siang ra ege yong ye do va yak am tudung de ka de tudung pon le mono ja yo pe pit dak yo bu jo le tudung ru nyai do ju em chan po dian da ye po lai tudung yu cho umrap am tudung ke mom jene ja no ere no noi ke tui lui yo. Lạy Chúa là cha mọi nguồn an ủi, Chúa đang muốn nhờ con Chúa mà chữa bệnh tật những người đau yếu. Chúng con ngài xin Chúa đoái thương nhầm lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần Chúa đấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờ ơn phúc lành của Chúa, những ai được sức dầu này đều lĩnh nhận ơn hầu phục thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn, bệnh hoạn, tật nguyền. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Kia cơ Giêsu đây con ca phần, kia cơ đi đây con thọ phần, kia ma phần khiên hàng. Mời đến dự tiệc thiên thiên chúa.